Tin mừng của Chúa Giêsu là một sự ban phước to lớn cho chúng ta. Trong Kinh Thánh, có nhiều câu kinh truyền cảm hứng về sức mạnh của tin mừng. Vì tin là sức mạnh của Thiên Chúa cứu đời cho mọi người tin, trước hết cho người Do Thái, rồi cho người không Do Thái, Roma 1:16. Tin mừng là sự truyền tải của tình yêu và ân điển của Chúa Giêsu. Khi chúng ta chia sẻ tin mừng với người khác, chúng ta đem lại niềm vui và phước lành cho họ. Tin mừng cũng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nên ai ở trong Chúa, đó là tạo vật mới, cái cũ đã qua, xem, cái mới đã đến, 2 Cô-rinh-tô 5:17. Khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và tin tưởng vào Ngài, chúng ta trở nên mới mẻ và được cứu rỗi. Tin mừng mang đến phước lành tâm linh và thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nghe tin mừng. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn, Nehemia 8:10. Khi chúng ta tin vào tin mừng, chúng ta được lấp đầy bởi niềm vui và hy vọng từ Chúa. Tâm trạng tích cực này tác động đến sức khỏe của chúng ta và giúp chúng ta sống một cuộc sống khỏe mạnh. Chúng ta biết ơn Chúa vì mọi điều mà Ngài đã ban cho chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài tốt, vì mức nhân từ Ngài mãi mãi, Thi Thiên 136:1. Khi chúng ta biết ơn Chúa vì mọi điều, chúng ta mở lòng mình để tiếp nhận thêm những phước lành mà Ngài tràn đầy muốn ban cho chúng ta. Tấm lòng biết ơn giúp chúng ta trân trọng mọi điều xung quanh và tạo ra một tinh thần lạc quan và tạm bình trong cuộc sống. Tin mừng của Chúa Giêsu có sức mạnh để thay đổi cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta tin vào tin mừng và chia sẻ nó với người khác, chúng ta mang lại phước lành, niềm vui và sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành mà Ngài đã ban cho chúng ta và chúng ta sống cuộc sống biết ơn và hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, hãy để sức mạnh của tin mừng thay đổi và làm phong phú cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh khi chúng ta tin vào Chúa và chia sẻ tin mừng với mọi người. Cảm ơn Chúa và cảm ơn những người mang đến tin mừng tốt.